Xin kính chào cô chú bác, anh chị và các bạn. Kính thưa cả nhà, để kết thúc câu chuyện liên quan đến ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn những ngày vừa qua, đây là nội dung của những lời phát biểu gần đây nhất vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 của ông trên kênh YouTube của Chính Chủ. Video có tựa là Nguyễn Ngọc Ngạn chúc Tết Xuân Canh Tý 2020. Kính mời quý vị cùng nghe. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 12 2019, trong khi chúng tôi nói chuyện với khán thính giả tại một phòng trà ca nhạc tại Bá Linh ở Bến Đức, thì chúng tôi đã vô tình dựa vào một bản tin của Canada nói rằng trên 50.000 người Mỹ đã vượt biên giới sang tị nạn tại Canada. Thưa quý vị, bản tin đó nó quá tổng quát mà Canada không phân tích thành phần ở trong tổng số 50.000 người đó. Để tôn trọng sự thật thì hôm nay chúng tôi xin đính chính lại là 50.000 người đó là từ Mỹ, đại đa số là thành phần quá cảnh chứ không phải là công dân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng phải thưa với quý vị như thế này. Trước đây thì đại đa số những người ở lậu trên đất Mỹ, chẳng hạn như người Mễ, có thể ở năm này qua năm khác, có thể sống cả đời mà ít có cơ quan công quyền nào hỏi tới. Nhưng mà bây giờ thì không được. Thành thử ra họ phải trốn qua bên Canada. Chính vì vậy tôi mới nói là nước Mỹ ngày nay không còn an toàn cho những người ở lậu nữa. Điểm thứ hai mà chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là cũng trong cái buổi nói chuyện đó thì tôi có đề cập tới một phụ nữ Việt Nam đã sống tại Mỹ 17 năm mà bị trục xuất. Thì tôi quý vị, bản tin này chúng tôi cũng đọc ở trên báo hoặc là trên mạng, nhưng mà không có kiểm chứng chi tiết cho chính xác trước khi lên đường qua Âu Châu. Thì chúng tôi xin rút lại câu chuyện này để tránh sự hiểu lầm về chính sách di trú của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái điểm thứ ba mà chúng tôi xin phép được nhấn mạnh một cách đặc biệt là khi chúng tôi nói những câu chuyện này thì nói trước mấy trăm khán giả toàn là người Việt tại Bá Linh ở Bến Đức. Không có một người Mỹ nào, dù là Mỹ trắng hay là Mỹ gốc Việt. Bởi thế xin đừng suy diễn rằng câu chuyện của chúng tôi có liên quan tới việc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, không có một người Mỹ nào cả, tất cả là người Việt tại Bá Linh. Cho nên là không thể liên quan chỉ đến việc bầu cử, mà thưa quý vị, bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là một sự kiện vô cùng trọng đại. Tôi là người ngoại cuộc, tôi không thể can dự vào đó. Cũng như rằng là ai đã nghĩ ra câu Tổng thống Donald Trump là một bạo chúa, sự cố ý gán câu đó cho tôi. Thưa quý vị, cái thái độ đó không phải là một người đứng đắn. Thưa quý vị, là câu chuyện nó xảy ra cũng đã khá lâu, gần một tháng rồi. Tại sao hôm nay chúng tôi mới thưa chuyện với quý vị là thưa thế này? Hôm nay, ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, cái ý nghĩa thiêng liêng của Tết truyền thống dân tộc 3.000 năm qua, thì tôi vẫn tin câu các cụ nói là tống cửu nghịch tân, có nghĩa là xua đuổi những cái cũ để đón chào những cái mới. Xua đuổi những cái cũ tức là đẩy lùi về dĩ vãng những cái chuyện không may hoặc những chuyện hiểu lầm do cái sự bất cẩn, thiếu thận trọng của tôi trên sân khấu. Và chúng tôi hy vọng rằng bước qua năm mới thì tất cả những chuyện đó sẽ không làm bận tâm bất cứ người nào nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin được phép qua cái cơn sóng gió vừa rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã lên tiếng bênh vực tôi, những người ủng hộ, quý vị khán thính giả thầm lặng đã chia sẻ cách này hay cách khác. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng không quên cảm ơn những người đã phê bình tôi bằng một cái phong cách đứng đắn và cái hàm ý xây dựng. Xin cảm ơn một lần nữa. Thưa quý vị, nhân đây, ngày đầu năm, mùng 1 Tết Nguyên Đán, chúng tôi xin được trân trọng kính gửi lời cầu chúc đến mọi gia đình Việt Nam trên toàn thế giới, thịnh vượng trong cuộc sống và an bình trong tâm hồn. Xin trân trọng kính chào quý vị. Chân thành cảm ơn cô chú bác, anh chị và các bạn đã theo dõi. Kính chúc một mùa xuân Canh Tý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin được hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.